Xin chào quý độc giả của Pháp luật Plus. Xe buýt là phương tiện để di chuyển hàng ngày trên các tuyến đường của thủ đô. Thế nhưng quá trình sửa chữa bảo dưỡng xe buýt liệu có đảm bảo đúng quy trình hay không? Để hiểu thêm về vấn đề này, mời quý độc giả dõi theo phóng sự sau của Pháp luật Plus. Theo phản ánh của lái xe tại xí nghiệp xe buýt Hà Nội, định mức vật tư phụ cho bảo dưỡng xe buýt cấp 2 tại quyết định 51 năm 2008 và quyết định 1721 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quy định số nhiên liệu dầu rửa cho xe buýt lớn, buýt trung bình bằng 4 lít, xe buýt nhỏ bằng 3 lít, xăng rửa cho tất cả các loại xe buýt bằng 1 lít. Thế nhưng trong thực tế khi sửa chữa bảo dưỡng buýt cấp 2, những lái xe này không hề thấy có dầu, xăng rửa bên cạnh và công nhân sửa chữa cũng không sử dụng dầu và xăng rửa để rửa các vòng bi, mayơ. Thay vào đó, những công nhân này thường xuyên sử dụng áo bệnh viện làm rẻ lau để lau bụi bẩn, sau đó tra mỡ và lắp lại như cũ. Đạp cấp 2 thì là có cái khay có dầu đấy, còn rửa chiếc thì chắc là cũng phải rửa. Anh không biết là hay không. Mà cũng có đợt là không có. Dùng cái dầu để rửa mayơ. Dầu rửa mayơ ạ. Anh có bao giờ thấy chưa? Chưa thấy, hình như chưa bao giờ. Trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng xe buýt cấp 2 tại xí nghiệp Hà Nội thì tôi là thường xuyên rất hay sửa xe, mà trong quá trình sửa xe thì tôi thấy là cái vật tư phụ hùng để cung cấp cho sửa chữa, cụ thể là dầu rửa và xăng rửa là không hề có. Và rất nhiều lần tôi đã sửa chữa mà không có hề có xăng dầu rửa đấy. Trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng đấy nó không có cái xăng dầu rửa thì nó không đảm bảo cái quy trình sử dụng. Quy trình sửa chữa bảo dưỡng thì là gây ra cái hiện tượng là xe buýt ra ngoài, hiện tượng chạy này có thể là rất là nguy hiểm và ảnh hưởng đến người tham gia giao thông cũng như hành khách trên xe. Về cái xe này không thể là mình biết được cái sự cố bất ngờ nó xảy ra bất cứ lúc nào. Đấy thì cái trong quá trình đấy thì tôi cũng thấy là có một số cái bất cập và ở đơn vị là cũng có đề nghị với lãnh đạo đơn vị nhiều rồi nhưng mà hiện tại thì là mình chưa có. Công nhân tại xí nghiệp xe buýt Hà Nội cũng thừa nhận khi sửa chữa xe buýt cấp 2 họ không được cấp dầu xăng để rửa. Dầu iPad rồi. Cái này là thường xuyên như thế hả em? Theo tìm hiểu của Pháp luật Plus, xí nghiệp xe buýt Hà Nội có tất cả 11 tuyến buýt, trong đó có 5 tuyến buýt lớn, 5 tuyến buýt trung bình và 1 tuyến buýt nhỏ. Định ngạch bảo dưỡng xe buýt cấp 2 cho các mác xe bao gồm xe buýt lớn, xe buýt trung bình và xe buýt nhỏ là 12.000 km. Theo như số liệu thống kê của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, thì trong năm 2014, toàn xí nghiệp xe buýt Hà Nội hoạt động được 16.241.333 km. Do vậy, số lần bảo dưỡng xe buýt cấp 2 năm 2014 ước tính khoảng 1.353 lần. Do vậy, số lần bảo dưỡng xe buýt cấp 2 năm 2014 ước tính khoảng 1.353 lần, tương đương với 4.735 lít dầu và 1.353 lít xăng. Với giá xăng, dầu bán lẻ trên thị trường năm 2014 thì số tiền trên rơi vào khoảng 80 triệu đồng. Còn trong năm 2015, mỗi tháng xí nghiệp bảo dưỡng xe buýt khoảng 120 lần. Như vậy, trong 10 tháng là 1.200 lần, tương đương với 4.200 lít dầu và 1.200 lít xăng. Với giá xăng dầu bán lẻ trên thị trường năm 2015 thì số tiền trên khoảng 70 triệu đồng. Theo như các lái xe, với cách bảo dưỡng sửa chữa ăn bớt vật tư dầu, xăng rửa sẽ làm cho xe buýt không đảm bảo an toàn kỹ thuật theo quy định, đồng thời gây mất an toàn khi tham gia giao thông và vận chuyển hành khách công cộng. Thực hư câu chuyện sửa chữa bảo dưỡng xe buýt cấp 2 ra sao? Lãnh đạo xí nghiệp xe buýt Hà Nội nói gì để rộng đường dư luận? Báo Pháp luật Plus đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc xí nghiệp xe buýt Hà Nội cho biết. Trong cái quá trình mà sửa chữa bảo dưỡng thì chính những công nhân ở trong xí nghiệp ý, cũng có thừa nhận là chưa một lần sử dụng số dầu và xăng để mà sửa chữa, thì ông giải thích sao về điều này ạ? Ở đây chắc chắn một điều là cái việc mà thực hiện làm sạch đối với cả một cái chi tiết là quy trình khẳng định là phải thực hiện cái tác nghiệp đó thì cái xe nó mới đủ điều kiện để nghiệm thu. Thế trong quá trình sửa chữa thì những cái công đoạn đó thì đều được giám sát. Đối với khi mà công nhân bảo dưỡng sửa chữa họ thực hiện thi công ấy, thì có cái sự giám sát của nhân viên quản lý kỹ thuật, của đốc công và cả lái xe trong cái tác nghiệp đó, cho nên là như phản ảnh của một số lái xe hay là công nhân nói là gì là không thực hiện cái tác nghiệp đấy thì là không chính xác. Thì khi mà thực hiện thao tác mà vệ sinh ấy, thì nó có nhiều phương pháp, có thể dùng rẻ lau, có thể dùng xì hơi để xì sạch, làm sạch những cái mỡ bẩn. Pháp luật Plus sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin về vụ việc này.